Trong những năm gần đây, nữ Pháp thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA và cho tới thời điểm hiện tại, Pháp đã có mặt ở vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp. Không thể phủ nhận sức mạnh của Pháp, song tại những mặt trận lớn gần đây, họ đều không có được kết quả như mong muốn. Theo đó, nữ Pháp chỉ đi tới vòng tứ kết ở hai kỳ World Cup gần nhất. Mới đây, tại giải đấu số 1 châu Âu Euro, đội bóng của đất nước hình lục lăng cũng chỉ có được tấm huy chương đồng. Có thể thấy, may mắn không đứng về phía nữ Pháp ở những giải đấu vừa qua. Trở lại với vòng chung kết World Cup 2023, nữ Pháp dĩ nhiên là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch và không bất ngờ nếu họ dễ dàng vượt qua vòng bảng. Thực tế, nữ Pháp nằm ở bảng đấu dễ thở khi chỉ có nữ Brazil là đối thủ ngồi chung mâm đẳng cấp, còn lại là hai đội bóng lót đường, nữ Panama và nữ Jamaica. Chiều nay, họ có trận đấu mở màn bảng F trước nữ Jamaica và với đẳng cấp vượt trội, 3 điểm thuộc về nữ Pháp là kết quả dễ đoán. Có chăng, giới mộ điệu sẽ chỉ tò mò Pháp sẽ vùi dập đối thủ với cách biệt bao bàn thắng. Tỷ lệ kèo nhà cái nữ Pháp và nữ Jamaica soi tỷ lệ kèo châu Á 0-3 1/2. Nữ Pháp và nữ Jamaica là cặp đấu chênh lệch và người hâm mộ dễ dàng đoán được phần thắng sẽ thuộc về đội bóng mạnh hơn là nữ Pháp. Dù vậy, lựa chọn nữ Pháp theo tỷ lệ kèo châu Á không phải quyết định an toàn khi biết Les Bleus từng thua kèo tới 8 lần, hòa 1 và chỉ thắng kèo 1 lần ở 10 trận đấu mới nhất có áp cực. Chọn nữ Jamaica soi tỷ lệ kèo tài xỉu 4-1/4, có tới 8 trong số 10 trận đấu mới đây của nữ Pháp có không quá 4 bàn thắng được ghi mỗi trận. 4 trên 6 trận đấu gần nhất của nữ Jamaica có không quá 3 bàn thắng được ghi trên trận. Chọn xỉu.